bạn nam. Chào bạn. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Hôm nay thì hai bạn sẽ cùng trò chuyện qua cái rào này, nói lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Mời bạn nam giới thiệu về mình. Lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị khán giả cùng hai MC chương trình, anh Quyền Linh, chị Nam Thư và bạn nữ kế bên. Em xin phép em tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Bình Thạnh. Em đến từ Cần Thơ. Năm nay thì em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang công tác làm việc ở Cà Mau và công việc của em là trình dược viên. Mời bạn gái. Dạ, xin chào hai MC và toàn thể khán giả. Em tên là Vi Ngọc Bích Hồng. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra ở Vũng Tàu và hiện đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nghề nghiệp của em là gia công bản vẽ kiến trúc ạ. Mời bạn nữ cho tôi biết những cái điểm yếu và điểm mạnh của bạn. Điểm mạnh của em là em rất là thích chơi thể thao như là bơi lội và điền kinh. Em biết nấu ăn và làm được rất nhiều loại bánh ạ. Điểm yếu của em là em ít khi nào thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt nhiều. Tại sao cái đó là mình có quyền lựa chọn là mình có thể hiện hay không thể hiện mà? Và tại sao Bích Hồng lại là lựa chọn là mình không muốn thể hiện cảm xúc? Hay là tại cái cơ mặt nó vậy, hay là mình không thể hiện? Chắc là do cái cơ mặt của em nó như vậy. Do cơ mặt thôi chứ ai mà không thể hiện, bởi vì tình cảm nó thể hiện gương mặt. Đôi khi cái cơ mặt nó vậy rồi thì không thể hiện, như cái điều này đúng là một cái nhược điểm rất là lớn. Đôi khi ta tiếp xúc một người nào đó, tôi nói câu chuyện nào đó mà nó không có thay đổi về cảm xúc á, gây cho người đối diện mất đi một chút cảm tình nào đó. Anh Linh, em là một trường hợp điển hình. Em không biết tại sao cái mặt em lúc nào cũng bị quy định là quạo quọ, khó chịu. Mà không phải, giống như mình đang nghĩ cái gì đi, mình suy nghĩ, mình ngồi mình chăm chú, mọi người nói mặt mình khó chịu hoặc là mặt mình thái độ mà không phải. Dạ, đôi khi đó là cái cơ mặt của mình và một cái điều đó là một cái điều. Rồi, bạn nam. Bây giờ tới bạn nam nè, mình trình bày ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Về ưu điểm của em thì em là người sống tự lập, trung thực, thẳng thắn. Đặc biệt em cũng biết nấu ăn luôn. Về điểm yếu của em thì em có một chút hơi nóng tính. Em cũng dễ tin người anh. Bên đàn gái cho tôi biết một chút xíu về tình trường đi. Em đã trải qua một mối tình ạ. Đó là mối tình ở thời cấp 3. Còn bạn mấy mối tình? Về em thì em cũng trải qua hai mối tình, đều là mối tình thời sinh viên á. Bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào em nói cho Nam Thư biết đi, để xem có giống như bạn bên kia không. Dạ, em chào chị Nam Thư ạ. Thì cơ bản em muốn một bạn này hiểu biết và có suy nghĩ chín chắn. Ví dụ mẫu hình nào em tưởng tượng ra cái người phụ nữ đó? Mẫu hình giống mẹ của em theo kiểu phụ nữ truyền thống. Mẹ em là người phụ nữ sống vì gia đình rất là nhiều. Cái đó là quan điểm bên đây. Dạ. Còn bên đàn gái, em muốn mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em là bạn trai đó cao trên 1m7, có thân hình cân đối, có nụ cười tỏa nắng một chút cũng được. Cười tỏa nắng là cười sao mới tỏa nắng? Có bức hình coi chị thấy giống không à? Là tức là mình sẽ đem hình này ra so đúng không? Cái này là em tự vẽ ra. Em tự vẽ theo cảm nhận của em, tưởng tượng của em. Dạ. Đây. Chào em gái. Dạ chào anh ạ. Rồi, đâu đưa coi nụ cười tỏa nắng, nụ cười thế nào? Đây. Coi giống nha mọi người. Trời ơi. Có tỏa nắng không anh? Hả? Sao nụ cười này cũng thấy tỏa nắng. Cười tỏa nắng là sao? Cười vậy tỏa nắng không? Anh đó là cười nhát ma đó anh, chứ không phải tỏa nắng. Khó quá nha. Anh không biết giống hay không, em giữ làm kỷ niệm đi. Này giống Hứa Minh Đạt quá vậy. Cho luôn rồi. Nhà gái của em có tên rất là đặc biệt, Vi Ngọc Bích Hồng. Ủa họ Viên là họ sao em? Dạ ba em họ Viên nên em họ Viên rồi. Anh Linh hỏi câu, ủa mà nhà mình có làm gì liên quan tới đá quý không? Nghe nó thấy nghe họ hàng. Em sinh ra trong gia đình đá quý luôn ạ. Trời. Thiệt hả? Vậy đó hả? Ba chị em đều họ Vi Ngọc hết ạ. Chị là Vi Ngọc Mai Thảo ạ. Em là Vi Ngọc Bích Hồng. Em trai là Vi Ngọc Tân ạ. Tìm một người đàn ông nãy giờ em tả thì em thấy rằng bên đây cũng đáp ứng được hơi nhiều đó. Em không thích đàn ông ở điều gì? Một người đàn ông hút thuốc, nhậu quá nhiều, với lại keo kiệt, bủn xỉn. Có không em? Hút thuốc em không hút thuốc. Keo kiệt em không keo kiệt. Nhậu thì em có nhậu nhưng mà không nhậu quá nhiều. Anh có nhậu rượu không ạ? Rượu anh nhậu được nhưng mà anh nhậu không được nhiều em. Em uống rượu được hả? Dạ, uống rượu uống bia đều được. Trời ơi. Rượu em uống mấy can? Mấy ly thôi chứ không. Mấy ly vậy? Còn bia uống được mấy ly? 6-7 lon vậy. Ê cha, 6-7 lon là đô dữ đó. Rồi còn bạn trai mình không thích phụ nữ như thế nào? Phụ nữ giống bà Tám á gì? Nhiều chuyện. Dạ dạ. Với coi thường người khác. Em có bà Tám không cưng? Dạ em ít nói chị. Bà Tám đôi không phải là bà nói nhiều là bà Tám. Nếu mà nói bao nhiêu bà Tám là em là bà Tám đó. Bà Tám ý nghĩa là lấy chuyện người này nói người kia, ra nhà kia nói chuyện người nọ. À là đâm bị khóc, thọc bị gạo. Đó, nó mới là bà Tám. Còn nói nhiều đâu phải bà Tám. Anh em mà bà Tám thì anh chắc cũng anh Tám. Anh là 8 rưỡi đó. 8 rưỡi luôn hả? Ừ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với dì của em ạ. Xin kính chào MC Quyền Linh và cô Nam Thư. Dạ. Tôi là dì của Bích Hồng. Và sau khi mà nghe cháu trai bên đây nói chuyện thì thấy là tánh tình rất là được và vui tánh, dễ chịu. Với lại cái công việc thì là so với gia đình Bích Hồng thì rất là hợp. Tại vì gia đình Bích Hồng là cũng như là làm trong cơ quan nhà nước không, cho nên là về cái công tác đó là rất là hợp chứ không có phải mà nói gì, cho nên là hai cháu là tạo điều kiện để mà tìm hiểu nhau và đi tới một cái điều đó xa xôi mà cho riêng gì cũng rất tán thành cái công việc của hai cháu. Rồi hay quá, dì ủng hộ ha, hỗ trợ hết sức mình. Bạn trai em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến đây cùng với ba mẹ của em. Chào cô chú. Dạ, chào cô chú. Xin chào Quỳnh Linh và chào Nam Thư. Dạ. Chào khán giả. Cô là tánh tình của Thạnh nó nói rất là đúng. Nó là rất hiền, rồi rất có hiếu thảo. Anh em trong nhà sống rất là hòa đồng. Còn cô thấy cháu, cô cũng thấy thương. Cái này là cũng như là nó đi làm thì cũng nhiều lắm rồi, mà nó như chưa tới duyên nợ của nó đó. Cô cũng đồng ý, thấy cháu cô cũng thương á. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cho hai trẻ gặp mặt đi. Xin mời mở rào. Không gian này là của hai bạn đó. Rồi, bắt đầu đi. Gửi tặng em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà gửi anh. Đây là những cái chiếc bánh mà em chính tay em tự làm ạ. Hy vọng anh thích ạ. Biết đợi anh sẽ ăn. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn em. Anh nãy giờ anh ngồi bên đây thì anh cũng nghe em có chia sẻ một số thông tin về em. Dạ. Thì em nói em biết nấu ăn và biết làm bánh, anh rất là thích. Thì anh cảm nhận như là mình có một cái điểm như đó rất là chung với em. Anh cũng biết nấu ăn nữa, anh cũng biết chăm sóc gia đình nữa. Bình thường khi mà anh làm việc thì anh tiếp xúc khách hàng, anh nói rất là nhiều. Nhưng mà khi về nhà anh lại ít nói. Không biết là nãy giờ em có cảm nhận về anh như thế nào? Lần đầu tiên thì em nghe anh giới thiệu tên đó là em đã thấy rất là ấn tượng ạ. Tại vì tên của anh giống tên của ba em ạ. Ba em tên cũng Thạnh luôn hả? Dạ tên Thạnh luôn ạ. Em cảm nhận anh rất là gần gũi, dễ thương ạ. Dạ. Về công việc của em thì em đi cũng khá là nhiều. Nếu được có thể thì một tháng anh sẽ lên thăm em 2 ngày. Em cũng thông cảm giùm anh. Nếu anh sắp xếp không được thì em sắp xếp em xuống Cà Mau cho thăm anh ạ. Trời ơi, hay quá. Ghê, anh rất là hoan nghênh. Anh có thích đi du lịch không ạ? Anh có thích đi du lịch. Anh cũng tính vừa hỏi em. Anh cũng có điều này cũng chia sẻ luôn. Thì từ nhỏ tới lớn, anh có một nơi anh rất là muốn đi tới. Nhưng mà anh vẫn chưa đi được. Lúc còn đi học thì anh nghe thầy cô bạn bè nói về Đà Lạt rất là đẹp. Lúc đó anh rất là muốn đi, nhưng mà lúc đó mình còn đi học thì mình cũng chưa có chi phí để mình đi được. Nhưng mà sau này lớn lên thì anh cũng chưa có người yêu nữa. Nên nếu mà mình đi tới đó mà đi một mình thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều cho lắm. Thì anh hy vọng là sau chương trình này anh có thể là cùng em đến đó để thực hiện ước mơ. Em nghe lời nguyền về Đà Lạt chưa? Cũng có nghe chị. Nhưng mà thật sự thì em cũng không có quan trọng điều đó nhiều. Quan trọng là mình cần nhau, mình hiểu nhau. Chính xác. Đó là lời đồn thôi. Như thiếu gì người ta đi Đà Lạt, ta cưới nhau ào ào đó. Sao em đi Đà Lạt vậy em chia tay? Cái đó chuyện của em. Theo anh thì em như vậy được không ạ? Truyền thống không? Anh cảm nhận về em thôi thì anh cảm thấy là vậy là ok rồi em ơi. Bây giờ mình có món quà nào gửi tặng nhau được, bài hát nào đó, món quà tinh thần dành cho nhau. Thì em xin phép. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà, lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. Hay quá, cảm ơn. Bạn gái có tặng món quà cho em? Dạ, em cũng có một món quà tặng cho anh. Em xin mời anh nhảy chung với em bài nhảy. Không biết. Anh cứ nhìn theo em và nhảy thôi là được không ạ? Rồi, âm nhạc. Hai đứa mai mốt về có giận nhau, cãi nhau, mở bài lên nhảy hết giận. Dễ thương mà. Rồi. Thật sự hỏi con tim mình, người ngồi bên kia có phải là một nửa mảnh ghép mà mình đang đi tìm hay không? Tôi xin nhắc lại, bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Không yêu, nhường cơ hội để cho người khác. Chuẩn bị. 3 2 1. Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi nào, Bình Thạnh. Đó. Chúc các bạn hạnh phúc. Đầu luôn ha anh. Đầu tiên là mời anh giới thiệu về thông tin của mình giúp em nha. Họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì ạ? Em là kênh hẹn hò đài truyền hình HTV7 Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ đúng rồi ạ. Tụi em là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Dạ rồi ạ. Anh giới thiệu cái tên là đầy đủ là Nguyễn Trung Thành, sinh ngày 2 tháng 5 1983. Là anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế ra đang làm kinh doanh Hà Nội. Có nhà cửa công việc ổn định và anh đang làm về lĩnh vực đầu tư kinh doanh tài chính. Là mình làm việc ở Hà Nội luôn hả anh? Dạ rồi, nếu mà chương trình có ghi hình trong Thành phố Hồ Chí Minh thì anh có vào được không ạ? Được em. Dạ rồi, có thể vào được ha. Bây giờ anh Thành chia sẻ một xíu về bản thân mình giúp em ha. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ạ? Điểm mạnh của anh là nói được làm được, nhưng mà đôi khi là hơi nóng tính. Nhưng mà anh biết cách là dĩ hòa vi quý các mối quan hệ, nhất là với các bạn gái. Về tình trường thì trải qua gần 30 mối tình nhưng mà chưa gặp cô nào hợp ý cả. Nên vẫn độc thân, vơ vơ mình. Là anh chưa từng lập gia đình hay sao anh? Chưa từng lập gia đình được một con, nhưng đã từng yêu. Là hồi nãy anh nói là trải qua mấy chục mối tình luôn hả? Gần 30 mối tình thôi em. Trời ơi, dữ ha. Rồi sao, có mối nào mà để cho anh nhớ nhất không? Quen lâu nhất bao lâu, sao mà mình chia tay? Mối tình lâu nhất của anh là kéo dài 6 tháng. Trời, là lâu nhất rồi. Và mối tình ngắn nhất là 15 ngày. Vậy cũng không có cái nào sâu đậm. Có nghĩa là tình yêu sâu đậm đến với anh rất nhanh, nhưng mà lại ra đi rất nhanh. Rồi, lý do vì sao lại ra đi nhanh vậy anh? Anh cũng không hiểu nữa, bởi vì là có thể là mới gặp nhau thì như mối tình sét đánh em hiểu không? Lúc đầu rất là thích nhau nhưng yêu nhau một thời gian sâu đậm sau này cả hai bên lại chán. Anh chả hiểu được. Tình yêu tức là lúc nào nó đến thì nó đến em ạ, còn nó lúc nào nó không đến thì nó tự ra đi. Là anh bỏ người ta hay người ta bỏ anh hay sao? người ta bỏ anh. À, người ta bỏ anh mà anh có rút ra, trời, sau gần 30 mối tình thì anh có rút ra được cái kinh nghiệm gì không? Chứ không lẽ quen ai cái cũng chống đến chống đi vậy? Anh cũng không hiểu nữa, bởi vì là mình đã trải qua nhiều mối tình như vậy mà họ cứ ngẫu nhiên gặp nhau ở ngoài đời, đến với nhau rất là nhanh, rồi ra đi rất nhanh. Rồi cái lý do vì sao mà anh lại muốn tham gia chương trình? Năm nay thì anh 40 tuổi rồi, thì đến tuổi này thì cũng đủ chín chắn, kinh nghiệm trưởng thành, nhà cửa rồi là công việc nó cũng khá ổn định. Thứ hai là năm nay cũng được tuổi của anh nữa, được tuổi nhạc cuối cùng, lấy vợ sinh con. Lấy vợ sinh con rất là đẹp, bởi vì là anh năm nay muốn lấy vợ sinh con và anh cũng muốn là tìm hiểu, hẹn hò nghiêm túc các cô gái ở các vùng miền đất nước, nhất là tốt nhất ở khu vực Hà Nội miền Bắc. Thì anh muốn là hẹn hò nghiêm túc để lấy vợ ngay đầu xuân năm mới này, nếu trong vòng 2 đến 3 tháng để kịp lấy vợ sinh con năm nay, trong năm mèo mà học tuổi của anh, thì là anh cũng là đang rất nghiêm túc để đi tìm hiểu, để quyết định đi đến hôn nhân lập gia đình sinh con, bởi vì anh cũng 40 tuổi cũng hơi khá muộn rồi. Thì anh thông qua chương trình thì anh rất nhiều, anh xem, anh theo dõi kênh hẹn hò bên trên HTV7, HTV9 thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều rồi, và là anh cũng thấy chương trình rất là hay, giúp và kết nối mọi người, giúp cho những ai hoàn cảnh còn cô đơn mà chưa tìm được bạn đời như ý rất là tốt. Anh hay theo dõi chương trình, thì thông qua chương trình anh nhờ chương trình giúp đỡ kết nối, tìm được cho anh các đối tượng cô gái nó phù hợp với độ tuổi của mình và phù hợp với mình. Thì rồi anh nói luôn đi, cái độ tuổi như thế nào ạ? Như thế nào để phù hợp với anh là những cái tiêu chí luôn. Thứ nhất là anh là dân trí thức đại học, là có trình độ ăn học bằng cấp, rồi là công việc nhà cửa kinh tế ổn định. Thì anh muốn là tìm các đối tượng, các cô gái là phải có trình độ cao đẳng đại học trở lên, hay là nghề nghiệp công việc. Các cô gái đó là chưa từng kết hôn và có con. Trải qua bao nhiêu mối tình thì anh không quan trọng, nhưng mà miễn là khỏe mạnh, không bệnh tật, còn khả năng là đẻ tốt, mà nó chưa từng kết hôn với con. Các cô gái đó phải có trình độ cao đẳng đại học trở lên, xinh đẹp càng tốt, giàu càng tốt. Anh giàu nghèo không quan trọng, nhưng mà nói chung là có điều kiện thì càng tốt. Sinh năm 93 Quý Dậu tuổi Gà này, 2000 Canh Thìn tuổi Rồng này, 2001 Tân Tỵ tuổi Rắn này, 2003 Quý Mùi này, 91 92 này, 2004 này. Và đặc biệt là anh kết nhất 3 cái tuổi sau đây. Em ghi nhớ và cho anh thông tin cho anh là 93 Quý Dậu tuổi Gà, 2000 Canh Thìn tuổi Rồng và 2003 Quý Mùi tuổi Tê. Thì các cô gái này thì yêu cầu của anh là có trình độ cao đẳng đại học lên, học các chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng, dược, y, luật, hoặc là có nghề nghiệp công việc. Để tìm được các đối tượng này nó rộng tất cả các mọi miền trên Tổ quốc, hoặc là người Việt kiều nước ngoài cũng được, nhưng mà nếu tốt nhất thì là ở khu vực Hà Nội miền Bắc. Rồi, còn yêu cầu gì nữa không? Sao cái độ tuổi yêu cầu là chỉ nằm trong cái phạm vi 9x tới 2000 thôi hả anh? Ví dụ nới ra lớn tuổi hơn xíu rồi được không? Không, bởi vì là anh biết xem phong thủy và xem tướng số mà, bởi vì các tuổi đó thì nó hợp tuổi đường tình duyên, tuổi vợ chồng với anh. À, vậy hả? Rồi, coi như là lớn tuổi nhất hôm nay là cô 93 đó ha. Chứ còn 93 năm nay là 31 tuổi rồi. Chứ còn 8x này kia là không được hả anh? Ví dụ 88 đồ được không? Không được em, bởi vì là anh đã từng trải qua thế hệ 8x, thế hệ 9x, thế hệ con gái mới bây giờ người ta gọi là 2K mới, sinh năm 2000 trở lên ấy. Anh đã từng, tuy 40 tuổi nhưng anh đã từng yêu thế hệ 2K mới bây giờ. Xu hướng mới bây giờ là con gái thế hệ mới là 2K mới rồi. Sinh năm 2000 trở lên, anh đã nâng cấp lên thế con gái mới từ lâu rồi đó. Mấy năm này rồi. Thì anh đã từng yêu các cô gái tuổi 2000 trở lên rồi, 2K rồi. HK3 rồi HK1 anh đã từng yêu hết rồi, nhưng mà là các thời điểm đó thì các em mấy năm trước thì chúng ta học đại học chưa ra trường. Nói chung là anh để cho người ta đi học, người ta chưa ra trường chưa có công an việc làm, nên là anh mấy năm trước là anh không yêu nữa, và anh không yêu nữa, anh đợi người ta ra trường. Và ra trường người ta mới ra trường 2000 mới ra trường đi làm rồi xong lại chia tay. Đúng rồi anh, thường á sẽ thế, nhưng mà anh là đã 30 mối tình là ai cũng vậy, anh phải rút ra được kinh nghiệm chứ. Thường em thấy các cô trẻ là cô sẽ có nhiều lựa chọn cho cô lắm, cô không có chọn mình đó, nói thẳng ra là như vậy. Thường là các cô sẽ thích những người trẻ trung tầm tuổi các cô đó thôi. Rồi, cũng khó lắm. Mình lớn tuổi quá thì các cô không chịu. Một số đa số đây là người ta không thích là hơn tuổi hơn đâu. Đúng rồi, nhiều. Nhưng mà một số các cô gái thì gái trẻ này cũng thích những người đàn ông trưởng thành chín chắn. Tuy là nhiều tuổi hơn nhưng mà họ có sự nghiệp, công việc, gia đình, kinh tế ổn định chẳng hạn, chín chắn trưởng thành. Rồi, thì bây giờ anh cho em biết là cái kinh tế của anh như thế nào đi, để có sự ổn định không, này để biết đường em nói với các cô gái này. Anh thì nhà cửa công việc ổn định rồi, có trình độ đại học trở lên rồi, là bằng cấp nghề nghiệp công việc thì hiện nay thì anh đang làm một nhà đầu tư kinh doanh tài chính. Anh có tự lập về kinh tế rồi. Thì anh có thể là lo được cho vợ con sau này. Cái thu nhập của mình trung bình một tháng thì như thế nào anh? Anh không, thu nhập của anh không phải là người đi làm công ăn lương làm thuê. Thu nhập của anh nó không phụ thuộc vào đi làm lương tháng. Mà thu nhập của anh nó dựa trên kết quả kinh doanh và cả một quá trình kinh doanh 1 năm, 2 năm, nhiều năm. Nó là thu nhập không giới hạn em hiểu không? Nhưng về mặt kinh tế thì anh có thể lo đủ cho cuộc sống, cho gia đình, cho vợ con sau này. Rồi tài sản, nhà cửa này kia là mình có đúng không? Thì tìm được một người đàn ông trưởng thành mà đầy đủ như anh là bây giờ hơi khó. Tại những cái mà kinh tế rồi công việc này kia rồi nhà cửa này kia cũng cần phải có xác minh thực tế thì các cô ấy mới tin được. Còn mình nói không thì cũng rất là khó. Dù gì thì cũng phải có cái thời gian tìm hiểu rất là kỹ giữa hai bên nữa, gặp mặt này kia tất cả các thứ nữa anh ha. Thì ở đây chỉ là cái vòng thứ nhất thôi. Nếu mà mình được chọn cũng như là có cái người phù hợp thì chương trình sẽ có một biên tập sẽ trao đổi làm việc thêm với anh ha, để mình trao đổi những cái tiêu chí. Và trong chương trình nói luôn là chỉ là cái nơi để mà kết nối gặp gỡ cho hai người thôi. Sau đó là cái chuyện tìm hiểu sau đó nữa là do hai bên sẽ tự tìm hiểu với nhau ở bên ngoài nữa anh ha. Dạ rồi ạ, em cảm ơn anh Thành nha. Em để cái camera xích xuống dưới để chị đang thấy mặt không có rõ. Rồi bây giờ ngồi xuống giùm chị ha. Bên mình sẽ là ban tổ chức, bên của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nha. Mình tự tin mình nhìn vô máy mình nói chuyện nè. Rồi ok, bây giờ giới thiệu giùm chị đi, họ tên, công việc, quê quán của em nè. Dạ em là Nguyễn Nhân Thịnh chị. Thịnh hả? Thịnh Nguyễn Nhân Thịnh. Thành đúng không? Dạ Thịnh vậy. Nguyễn Nhân Thịnh. Nguyễn Nhân Thịnh. Thịnh hả? Dạ dạ. Rồi Thịnh sinh năm bao nhiêu em? Dạ em sinh ngày 17 tháng 3 năm 1994 chị. Sinh năm 94. Công việc em đang làm là gì? Dạ máy chị. Nhà máy là làm gì trong nhà máy? Dạ em mai á. Công việc của em là công việc của em. Dạ. Công nhân mai đúng không? Dạ dạ đúng rồi chị. Rồi bữa nay không làm hay sao? Dạ bữa nay em suy nghĩ chị. Rồi quê em ở đâu? Dạ quê em ở Thăng Bình chị. Thăng Bình. Rồi bây giờ bây giờ em đang ở đâu á bây giờ? Dạ em đang ở quê chị, quê em ở Quảng Nam á. Đang ở Quảng Nam, làm ở Quảng Nam luôn. Dạ đúng rồi chị. Rồi bây giờ nói một chút đi về em có tài lẻ hay là mình có điểm mạnh điểm yếu gì không? Dạ điểm mạnh điểm yếu của em là chị công việc. Biết mai rồi đó. Bây giờ biết mai nè, biết mai được cái áo mặc không? Dạ được chứ chị. Rồi cái gì nữa, có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Dạ không chị. Rồi có được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em chưa có chị. Lý do sao chưa có? Dạ làm quá rồi không có thời gian để kiếm đó chị. Rồi bây giờ thích bạn gái thì sao? Dạ mà nói á thì em muốn tìm một người hiền, có công việc ổn định, sau này về là phụ giúp dình em, vì là nhà em có hai mẹ con à. Ừ, rồi ba đâu? Dạ ba thì bỏ rồi chị. Em biết mặt ba không? Dạ không chị, em không biết, chủ yếu là em với mẹ em sống với mẹ em từ nhỏ đến giờ luôn. Ừ. Rồi ok. Vậy hai mẹ con đang ở ngoài Quảng Nam đúng không? Rồi chắc được rồi đó. Ừ, rồi được rồi, cảm ơn em ha. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại rồi trao đổi thêm với mình nha.